là người chơi thấp nhất của Zenit Sài Gòn vào lúc này. Cả Trọng Luân, Văn Nghĩa và Đoàn Văn Định đã giữ góc. Trọng Luân, đúng là đẳng cấp của Trọng Luân đã lên tiếng thưa các bạn. Và có thể nói là Trọng Luân không phải là cầu thủ có được khoảng trống thực sự tốt, nhưng mà cú ra chân có thể nói là rất nhanh và nhẹ nhàng của Phùng Trọng Luân, lão tướng Phùng Trọng Luân đã giúp cho cháu có bàn thắng để mà tỷ số của trận đấu 1-0 cho Zenit Sài Gòn. Bàn thắng đến ở phút thứ 7 của hiệp 1. Trọng Luân đã chớp thời cơ rất hay trong một và bật tường khá hay. Lợi thế cho cao thủ áo trắng. Nguy hiểm. Sút vào không? Vào. Như vậy là cao thủ Thái Sơn Bắc sau rất nhiều những nỗ lực thì lúc này họ đã có thắng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Và người ghi bàn là số 4 Triệu Minh Phong. Phút thứ 16 của hiệp 2. Như vậy là trận đấu lại trở lại vạch xuất phát. Và bây giờ thì Zenit Sài Gòn lại phải vội vã. Zenit Sài Gòn là đội bóng đang ở trong top đầu, và nếu để hòa trong trận đấu này thì họ sẽ bất lợi trước hai đối thủ còn lại là Saco và Thái Sơn Nam. Còn Đặng Phạm Ngọc Tùng, đây là Hưng Nghệ. Vẫn là những đàn bóng rất chính xác của cầu thủ Zenit Sài Gòn. Phùng Trọng Luân, không được. Hồng Kông, Trọng Luân. Hưng Nghệ, không vào. Cú đá cực kỳ nguy hiểm của Vũ Quốc Hưng. Một lần nữa thì thủ môn Phạm Văn Tú lại bay người đâm bóng thành công, và sau nỗ lực vừa rồi thì Phạm Văn Tú đã bị chấn thương. Trận đấu chỉ còn 39 giây nữa thôi thưa các bạn. 39 giây nữa thành một ô vuông trước khung thành của đội nhà để mà bảo vệ cầu môn. Và đang chơi lăn xả, không được. Và phá bóng kịp thời của số 18 Triệu Xuân Linh. 14 giây nữa thôi. Quốc Hưng không vào. Quốc Hưng thực hiện đường